Úi dồi ôi, muốn vọt là vọt ngay các ông các bà ạ. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Xe Hay, với một siêu phẩm mà chưa bao giờ lên sóng ở trên kênh Xe Hay. Đó là một chiếc Ferrari F8 phiên bản Spider, có nghĩa là phiên bản mui trần. Cuộc sống là một hành trình với đầy thử thách cần ta vượt qua. Nhưng cho dù có gian khó thế nào, cuối cùng mọi nỗ lực đều là xứng đáng. Ferrari thì đã có quá nhiều chiếc xe lên sóng của Xe Hay rồi. Rất nhiều rồi, và hôm nay lại may mắn thêm được một lần nữa. Hôm nay tôi sẽ trải nghiệm nó hơi khác đi một chút. Bởi vì những chiếc Ferrari ngày xưa thì anh em mình cũng hay trải nghiệm trong nội thành nhiều, các thứ. Thì hôm nay ngoài cái việc đi nội thành, tôi muốn chạy ra xa một chút đi, xem nó như thế nào nhỉ. Nhưng mà đầu tiên thì vẫn phải trải nghiệm nội thành. Cái chiếc F8 Spider này thì nó làm tôi liên tưởng đến những chiếc 488 trước đây. Nó khá là giống. Nó là gọi là đàn em đấy. Ra đời sau, phiên bản nâng cấp. Thì chiếc xe này cũng sử dụng động cơ 3.9 V8 và công suất lên đến hơn 700 mã, cụ thể là 720 mã lực. Là một con số rất là khủng khiếp của ngày hôm nay, của những gì mà thế giới xe có. Với 720 mã thì có lẽ là lắp cánh mà cũng có thể bay được. Sở dĩ chiếc xe này tên là F8 bởi vì nó là Ferrari 8, đơn giản vậy thôi. Nó cũng thừa hưởng những cái gì gọi là tinh tế nhất của Ferrari, từ công nghệ cho đến đường nét thiết kế, các thứ. Nói ra thì sẽ rất là dài dòng, lát nữa tôi sẽ nói, nhưng bây giờ tôi muốn trải nghiệm trước. Hiện tại thì đường khá đông. Ngày hôm nay tôi lại chọn đường đông. Thứ nhất là sát Tết, thứ hai là khu vực này là khu vực bến xe, nó khá đông. Tại sao tôi lại chọn như vậy? Bởi vì tôi cũng muốn thử xem là nếu mà nhỡ mai tôi mà có tiền, tôi mua chiếc xe này thì đi hàng ngày nó có hợp lý không. Thì cái cảm giác đầu tiên của tôi là nó sẽ cứng. Nó là một chiếc xe khá cứng bởi vì nó thuần thể thao. Nó không có cái sự êm ái nhẹ nhàng như 488 và chiếc Ferrari Roma gần đây tôi có giới thiệu đến các bạn. Nó cứng hơn, ngồi nó sẽ hơi bị hẹp cái khoảng để chân hơn một chút. Gì nữa nhỉ? Thấp và tầm nhìn rất là hẹp. Thì cái này cũng phải dễ hiểu thôi, bởi vì đây là một chiếc siêu xe thể thao, động cơ đặt ngay phía sau lưng tôi đây. Thì cái kiểu ngồi như vậy là cái kiểu ngồi gọi là không thể nào mà cải tiến hơn được nữa rồi. Như thế này đã là tốt lắm rồi. Và đi trong phố như thế này thì cũng chấp nhận được. Với những ai gọi là thích xe thể thao các thứ như tôi thích thì tôi chấp nhận được. Nhưng mà để mà đi lâu lâu trong phố thì cũng hơi mỏi. Và cảm thấy hơi cứng. Cái ghế da lộn kết hợp với cái khung carbon đằng sau thì nó rất chắc chắn và nó ôm. Nó cứng một cách ngạc nhiên, để khi mà bạn vận hành tốc độ cao thì nó sẽ rất là chuẩn chỉ. Nó như là gắn liền với xe, với thân, lại là một khối. Nhưng mà chính vì thế cho nên là khi mà di chuyển trong nội thành lúc này thì nó cứng. Đi xe thể thao bạn phải chấp nhận thôi, nó cứng. Tuy nhiên cái tiếng ống xả của chiếc xe này nó lại làm tôi thấy không bị quá khó chịu. Thực ra với những người thích tốc độ, thích mạnh mẽ thì có lẽ là tiếng ống xả này nó hơi hiền. Nó hơi hiền các bạn ạ. Ấy, nó cũng kêu đấy, nhưng mà nó không được uy lực và không được thực sự là khỏe như những gì chúng ta mong đợi. Cái này thì xử lý thì cũng khá đơn giản thôi, không quá khó. Bạn sẽ thêm một chút tiền, bạn thay thế cái ống xả độ vào là nó khác bọt ngay. Đi trong thành phố thì đẹp, trẻ trung, rồi các thứ nhờ. À, cái này có mui trần, tôi sẽ mở ra cho các bạn xem.
Xem đi trong phố mà mở mui ra thì nó sẽ như nào nhá. Đó, vừa đi vừa mở được mui. Đó, hiện đại hại điện chưa? Đang đi mà mình cũng mở được mui. Nếu như mình mà thích diện là có thể diện được ngay. Đó, mở mui ra thì nó sẽ hơi ồn một chút, các bạn thông cảm nhá. Mình sẽ cố gắng mình nói to, mặc dù ngày hôm nay mình bị ốm cho nên là cái giọng mình nó cũng không được thông thoáng cho lắm, các bạn thông cảm. Mở mui ra mình quên hết tất cả mọi thứ rồi. Bởi vì là nó đẹp và đi như thế này nó oai, nó oai các bạn ạ. Thích thật. Đúng là nhiều tiền thích thật. Chiếc xe này thì về Việt Nam cũng không rẻ đâu. Đang được Sơn Tùng bán, Sơn Tùng Auto bán với mức giá cũng mặn đấy. Các bạn mà muốn mua thì có thể đến ép giá chị Huệ Sơn Tùng 18 tuổi. Ép giá thoải mái nhá, đến số 2 Tôn Thất Thuyết. Cái xe này là xe thể thao, mà như tôi đã nói cho các bạn từ rất lâu rồi, xe thể thao thì cái gì nó cũng cứng, giảm xóc cứng, ghế cứng và vô lăng cũng rất nặng, rất cứng luôn. Vô lăng mà ai mà không đi quen dòng xe thể thao ấy, đặc biệt là con gái mà lên xe ấy, thì sẽ thấy là ôi giời ơi, sao lại có cái xe rời hành như thế này, lái như UAT ấy. Vô lăng nó cứng đơ, nó cứng đơ luôn. Và tất cả mọi thứ nó đều cứng. Ngồi chả sung sướng gì trên chiếc xe này đâu. Ngồi như ngồi lên một cái tấm gỗ ấy. Đó. Nhưng mà nó lại đem đến cái cảm giác gọi là quyền uy. Bạn đi xe này thôi, bạn chỉ cần lướt qua và dừng lại thôi, bạn sẽ không cần phải làm động tác gì, thừa thãi gì thêm. Mà có lẽ là bạn sẽ đạt được cái mục đích rất là nhanh chóng. Xe này đắt lắm, người thường không mua được đâu. Hiện tại thì tôi vẫn đang để chế độ Sport. Ở đây có mấy chế độ, một là Wet, hai là Sport, ba là Race, bốn là City Off, năm là ESC Off. Đó, sẽ tắt hết tất cả những cái tính năng hỗ trợ về điện tử đi, an toàn đi. Là lúc đấy bạn thuần túy là bạn điều khiển xe một cách gọi là tự nhiên nhất ấy. Có nghĩa là chiếc xe nó sẽ không có một cái gì nó kiểm soát. Lúc đó là hoàn toàn là kỹ năng của bạn thôi. Nhưng mà đi trong phố ấy thì cũng không cần nhiều. Đi trong phố làm sao mà đi nhanh được. Nó cứ chỉ như này thôi. Nó chỉ nhàn nhàn như này thôi này. Tóm lại là cũng khá êm. Tiếng ống xả thì nó sẽ kêu to hơn chiếc 488 mà tôi từng trải nghiệm một chút. Còn lại là êm ru. Không có bị gầm gú gì cả. Đi khá là đơn giản đấy. Nhẹ nhàng như không ấy. Tóm lại là đi hàng ngày vẫn được. Với cái gu của mình thì như thế này là đi hàng ngày được. Còn với những người mà thích êm ái hơn thì có lẽ sẽ chọn chiếc Roma hoặc là chiếc 488. Thì nó sẽ êm hơn. Nó êm thậm chí là như Camry ấy. Còn chiếc này thì nó sẽ có một cái gì đó nó hơi thiên hướng cứng cứng một chút. Đấy, tùy các bạn lựa chọn nhá. Còn với mình thì chiếc này khẩu vị của mình, sở thích của mình thì mình vẫn chấp nhận được. Hiện tại thì đi với tốc độ 40 km/h và đã lên đến số 6. Như các bạn còn nhớ thì chiếc 488, nếu mình nhớ không nhầm là mình đi tốc độ 35 km/h và hộp số đã lên đến cấp số 7. Có nghĩa là chiếc xe cực kỳ mạnh. Và như vậy thì để mà nói về độ ăn uống xăng thì nó cũng hợp lý đấy, êm ái. Úi dồi ôi, muốn vọt là vọt ngay các ông các bà ạ, các anh các chị ạ. Nó mạnh lắm. Chất lượng nhỉ, đúng là xe đến hàng mấy chục tỷ cũng khác. Nó khác hẳn. Đây, dừng đèn xanh đèn đỏ nhá. Tắt máy, tự động auto tắt máy nếu bạn giữ phanh. Auto hold các thứ gọn gàng luôn. Tóm lại là với tôi thì đi làm được, đi trong phố hàng ngày vẫn dễ chịu. Hơn nữa nó là một chiếc xe quá đẹp. Quá đẹp luôn này, nhìn các thứ này, nhìn trông thích không? Trời ơi. Cái này nó giống như cái phần
phần phía đuôi của một cái động cơ phản lực của một cái máy bay tiêm kích. Các bạn thấy không? Nó đóng mở rồi nó lắc lư lắc lư. Đây là cửa gió điều hòa. Nhìn thích thật. Chúng ta đã sắp ra đến đường trường rồi và tôi muốn ra thử đường trường để xem là nó cụ thể nó như thế nào. Đấy. Hiện tại thì anh em mình vẫn mở mui ra để cho nó watch select. Đi mở mui hay là đi không mui thì mọi người cũng nhìn rất là nhiều. Đó. Tôi lại chuyển sang auto đi cho đỡ phải gạt. Bởi vì mình đang đi trong phố mà, mình đi auto cho nó dễ chịu. Đó. Rất là watch select luôn. Rất ngon luôn. Đó. Gặp mấy anh ở bên đội giao thông đang rất là tích cực làm việc dịp Tết này, giải tỏa những cái khu ách tắc. Phải nói là cái dịp này là cái dịp mà các anh rất là vất vả. Rất vất vả luôn. Mình cứ nhìn thế thôi chứ vất vả lắm, cứ đứng phơi mặt ở ngoài đường phơi nắng suốt ngày như thế. Đó. Rồi bây giờ đến đoạn vắng rồi nhá. Anh em tăng tốc nhá. Này, nhìn này. Ui. Mình mới để chế độ sport thôi, chưa để sang chế độ race. Mà cái sự kiểm soát nó cũng, cái đầu mình bắt đầu, cái đầu xe bắt đầu lắc bởi vì cái lực đẩy quá mạnh, bánh sau nó đẩy quá mạnh về phía trước, làm cái đầu nó hơi bắt đầu trườn trượt nhẹ nhẹ. Cái này là ngoài cái việc quen xe thì kỹ năng nữa cũng phải rất tốt. Thì mình chưa có thời gian nhiều để làm quen với những chiếc siêu xe. Mặc dù mình đã có rất nhiều thời gian lái rồi nhưng mà phải hàng ngày. Chứ nếu mà như thế thôi mà mình cố giữ ga thêm chút nữa là rất có khả năng là sẽ mất kiểm soát. Và như thế thì sẽ rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm luôn. Bây giờ mình sẽ đóng mui lại một chút. Bởi vì ra đến đây đường khá bụi. Đó. Đó. Để đường trường rồi. Quẩy thôi anh em ơi. Trời ơi, nó ngon các bạn ạ. Nó cứng nhưng mà đi qua những cái chỗ mố cầu này nó cũng không bị dội lên quá nhiều đâu. Có nghĩa là chắc chắn nhưng mà nó vẫn có một sự nịnh nọt nhẹ nhẹ. Đó, anh em mình sẽ vào cao tốc. Vào hẳn cao tốc đi cho nó watch select. Hôm nay là sẽ chạy một chiếc xe Ferrari vào hẳn cao tốc. Điều mà chúng ta chưa bao giờ làm với một chiếc siêu xe thể thao trên chương trình xe hay. Ở trong trường đua thì chạy rồi nhưng mà ra cao tốc thì chưa. Nếu tôi nhớ không nhầm, không biết các bạn có nhớ không. Đó. Trời ơi. Wow. Wow. Hợp lý. Thôi, có lẽ một đoạn thế là ngon ngon rồi. Hay là đoạn nữa nhỉ? Chơi hẳn đoạn nữa đi. Tăng tốc này. Thú vị thật các bạn ạ. Wow, wow. Đi ra đây ý, với một chiếc xe thể thao như thế này, bạn sẽ thấy độ ồn nó ồn hơn rất nhiều bởi vì nó là xe thể thao, nó cứng rồi lốp nó mỏng dính. Có 20 inch thôi. Mâm thì to, lốp thì mỏng, giảm xóc thì cứng. Mọi thứ đều cứng. Cho nên là đi ra đây thì các bạn sẽ thấy là cái độ ồn của nó sẽ hơi nhiều. Rồi. Đó, rất cứng luôn. Nhưng mà vào đường cao tốc thì mới thấy là đúng là những chiếc xe khác có chạy nhanh đến mấy thì cũng như trò đùa với xe này ấy. Tôi chỉ cần ỉn nhẹ là tôi bye bye vượt rất nhanh luôn. Ôi trời ơi, đường cao tốc Việt Nam, ôi trời ơi.
gập. Sợ nhá. Cảm nhận rất rõ ràng bề mặt đường như thế nào luôn ấy. Đấy. Đây, đi ra cao tốc là bắt đầu mình sẽ thấy là lưng nó hơi cứng cứng rồi, bởi vì mình đang ngồi quen những chiếc sedan gọi là sang trọng mềm mại nịnh nọt cái lưng. Bắt đầu ra đến đây là bắt đầu thấy mỏi mỏi. Bởi vì cũng lâu rồi mình không ngồi cái ghế nó cứng kiểu như này. Chắc là phải mất một thời gian. Mới ngồi lên xe này mà đi một chặng dài dài rồi qua cao tốc các thứ như thế này là khá là cứng đấy. Nhưng mà thích thật đấy. Đi ra đến đây mới thấy là cái xe mà nó có sức mạnh ấy, nó sướng như thế nào các bạn ạ. Trời ơi, luồn lách nhanh như một con sóc luôn. Bạn có thể vọt từ bất cứ giải tốc độ nào. Cái này thì tôi xin phép bí mật một chút, bởi vì các bạn thông cảm nhá. Thì đang ở một giải tốc độ rất nhanh mà bạn muốn vọt một phát vẫn vọt được. Này, như này này. Đó. Như này này. Đó. Cứ cho tôi một đôi cánh vào chiếc xe này, tôi sẽ làm nó bay cho các bạn mà xem. Với tốc độ này tôi nghĩ là tốc độ tối đa của con này là đâu đó tôi nhớ không nhầm loanh quanh 300 là cất cánh được rồi. Đã màn nhờ. Ấy, hôm nay là hôm đầu tiên mà mình phi một chiếc siêu xe thể thao ra cao tốc. Và thực ra để mà nói thì tôi vẫn chưa dám chạy gắt gỏng hoàn toàn đâu. Tôi vẫn đang rất là rón rén nhẹ nhàng đấy, bởi vì cái xe nó quá mạnh và mình sợ là mình không kiểm soát được nó rồi. Rồi sẽ lại mệt mỏi. Tôi đang rất tập trung để tôi lái, bởi vì tôi đang chạy tốc độ cũng cao và cái xe nó quá mạnh. Đó. Các bạn thấy chưa? Oh. Thích thật. Cái sự ổn định của thân xe trên một chiếc xe thể thao nó là tuyệt vời. Nó như ghì chặt bạn vào. Nó như kiểu đổ bê tông vào người bạn ấy. Bạn dính chặt vào xe. Nó lắc đi đâu là người bạn lắc đi đấy. Và đặc biệt là phải ngồi ở đây thì bạn sẽ cảm giác nó sẽ chủ động ấy. Nó như liền một khối và cái gì nó cũng xảy ra rất là nhanh, lanh gọn. Đúng là sướng thật. Cái trải nghiệm này thì chỉ có những chiếc siêu xe thể thao và siêu mạnh thì mới có được cái trải nghiệm này. Tôi cũng khó dùng một cái từ nào để mô tả cái cảm giác sau vô lăng của chiếc F8 lúc này. Chỉ một từ thôi, tôi nói thôi, với những người mê xe thì đúng thật là sướng. Sướng thật. Nó đem đến cái cảm giác phấn khích và nó đem đến cái cảm giác thỏa mãn, cái cảm giác chinh phục. Một cái cảm giác mà phải bỏ rất nhiều tiền ra mới có. Một lần nữa lại phải nói đến vấn đề tiền. Mặc dù cái vấn đề tiền khi nói nhiều nó sẽ chẳng hay ho gì đâu. Nhưng ở Việt Nam đấy thì các bạn phải thấy rồi đấy. Bạn phải bỏ gấp 4 lần tiền so với ở nước ngoài. Ví dụ như ở Mỹ thì bạn chỉ bỏ ra khoảng chiếc xe này tôi nghĩ là hơn 200 ngàn, dưới 300 ngàn là bạn đã mua được một chiếc rồi. Còn về Việt Nam thì bạn phải cứ nhân 4 lên. Nhân 4 lên thì mới ra vấn đề được. Đấy là một cái điều rất thiệt thòi. Rất thiệt thòi của anh em đam mê xe ở Việt Nam. Nhưng cũng phải dễ hiểu thôi. Bởi vì với những ai mà mua chiếc xe này, với những chiếc xe kiểu như thế này mà những người mua thì tôi nghĩ là nên vinh danh. Vinh danh ở chỗ là họ đã rất là yêu nước, bởi vì họ đã nộp tiền thuế vào cho nhà nước rất nhiều. Thì rất là đáng vinh danh những người mà bán và mua chiếc xe này. Tôi tin chắc là như vậy. Tiền nộp vào nhà nước tôi nghĩ là cũng không nhỏ đâu. Chính vì thế mà như thế là có lợi, như thế là yêu nước, đúng không ạ? Mà nộp thuế là điều chính đáng, bởi vì một đất nước thì phải có tiền thuế của dân thì mới phát triển được. Cái này thì anh em phải hết sức ủng hộ đất nước mình. Đó.
Vậy thôi, đi cao tốc trải nghiệm có lẽ là loanh quanh như thế thôi, bởi vì cũng không biết là phải nói gì hơn. Tôi muốn cảm nhận riêng, trải nghiệm riêng của mình lúc này một chút. Sau đây thì tôi sẽ trải nghiệm hết đoạn đường cao tốc này, rồi tôi sẽ quay trở về Sơn Tùng Auto để giới thiệu cho các bạn biết là nội ngoại thất, trang bị các thứ của xe này nó có những cái gì, anh em quan tâm những cái gì được không ạ? Bây giờ thì tạm dừng một chút, tôi sẽ trải nghiệm cao tốc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã về đến nơi rồi. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các anh em xem nó là như nào nhá. Đó, một chiếc F8 Spider. Rồi, tôi sẽ mở kính cho các bạn. Trước tiên có lẽ là mình sẽ giới thiệu ở trong khoang nội thất trước nhỉ. Ở nội thất thì các bạn sẽ thấy là cái màn hình nhỏ nhỏ ở đây đã được gạt đi. Thực ra là nó cũng giống ấy. Cái 488 thì cái này nó hơi chéo chéo lên đây một chút, khá là giống. Ở trong này thì vẫn cái thiết kế khá truyền thống với cái cụm báo vòng tua ở chính giữa hình tròn, kết hợp với hai bên là hai màn hình hiển thị tất cả những thông tin, có cả camera lùi các thứ. Và chúng ta có thể thấy là trên chiếc xe F8 Spider này sử dụng khá nhiều chất liệu carbon ốp ở trong nội thất. Ví dụ như toàn bộ ở đây ốp carbon này. Rồi khu vực vô lăng cũng rất nhiều carbon, vô lăng rất đẹp. Đó, những cái bố trí khá là quen thuộc với hầu hết những chiếc Ferrari. Lẫy chuyển số bằng carbon cũng to đùng. Và các bạn có thể thấy là cái xương, khung xương của chiếc ghế cũng là sợi carbon và rất cứng chắc. Đó, đây là nút đóng mở mui. Đấy, nút đóng kính. Vì cái xe này là xe hiệu năng cao, thuần thể thao, cho nên là tất cả các loại chỉnh ghế, tiến lùi ngả nghĩa các thứ đều là chỉnh bằng cơ hết, đều chỉnh cơm hết. Đó, đó các bạn thấy không? Đó, ngả đều phải chỉnh bằng tay hết. Nó không giống như chiếc Roma. Chiếc Roma thì nó có cái gì đó nó khá là chiều chuộng, cho nên là chỉnh điện các thứ, điện rất nhiều thứ điện. Còn cái này thì nó thuần thể thao mà, cho nên sẽ chỉnh bằng tay. Chìa khóa thì vẫn là cái phôi quen thuộc mà anh em đã nhìn rất lâu rồi. Đó, Ferrari. Đó, rất đẹp. Ở đây là chỗ để chìa khóa luôn. Còn gì nữa ở trong khoang nội thất? Như lúc nãy tôi có giới thiệu đến các bạn cái cửa gió điều hòa rồi. Còn đây là một cái màn hình phụ. Đó, thì người ngồi cạnh có thể xem được rất nhiều thứ, từ bản đồ này đến nghe nhạc này, đến hiệu năng này, đó, xem vòng tua này. Đó, hay là có thể xem những cái chế độ ở đây là đang là như thế nào, chế độ nào. Đó, một cái cũng khá là hay, cho một cái option lựa chọn tôi nghĩ là khá hợp lý. Làm cho người ngồi bên cạnh cũng cảm thấy thoải mái hơn, cũng hòa mình vào trong cái sức mạnh tốc độ đó, thay vì là mình cứ bị ngồi và mình bị gián tiếp thì nó hơi kiểu không được chủ động. Thì mình ngồi đây mình cũng có thể nhìn thấy. Đó. À, không có gì nó quá khác biệt so với những chiếc 488 mà mình từng trải nghiệm nhỉ. Những cái nét nhỏ nhỏ này thay đổi thôi. Đây bên này thì có những cái nút thêm này. Cruise control này, rồi điều chỉnh những cái tính năng ở trong màn hình này. Đấy. Tăng giảm tốc độ các thứ ở đây đó. Đó. Ghế thì da lộn này, ghế da lộn, cánh cửa cũng được ốp da trơn và cả da lộn. Các bạn có thể thấy là hệ thống loa nhìn trên cửa thì là loa JBL, JBL cũng là một cái thương hiệu loa cũng rất là hay. Đó, cốp thì không có điều gì đặc biệt lắm. Vậy thôi, trong nội thất có lẽ là chỉ như thế này thôi. Bây giờ mình sẽ ra ngoại thất, bây giờ tôi sẽ mở luôn cái phần cốp xe và phần nắp capo phía trước để xem như thế nào. Chúng ta sẽ có gì. Tôi sẽ tắt máy một chút cho đỡ ồn. À, mình đi ra ngoài. Wow. Rồi, bây giờ anh em mình ra đến ngoài thì chúng ta sẽ có cái xe này có thể nâng được hạ gầm nhá. Nâng hạ gầm được nhưng mà chỉ nâng phần đầu xe thôi. Chồng lên chồng xuống để đi qua cho nó đơn giản hơn thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ mở cái cốp ra. Đâu rồi? Đây rồi. Đây là cốp trước. Thì động cơ đằng sau cho nên cốp trước thì mình sẽ chống. Ở đây có cái hộc gió carbon này, nó luồn từ dưới này, nó luồn lên này, luồn chạy hẳn lên trên.
Chỗ này thì cũng để được khá nhiều thứ đấy, hẳn một cái vali nhỏ nhỏ rồi một số những cái đồ ở đây cũng không phải là quá nhỏ đâu. Đấy, mở rất nhẹ nhàng luôn. Đấy, các bạn thấy là trên chiếc xe này thì được trang bị khá nhiều carbon, từ cản trước cho đến phần viền của đèn. Đây này, carbon toàn bộ này, cánh lướt gió carbon này. Đó, cái hộc này nhá, bạn cho tay vào đây là bạn có thể sờ thấy nhau. Đó, nó thông nhau, nó sẽ hút gió, nó chạy qua đây, nó tạo thêm cái lực nén để đè cái đầu xe xuống. Như lúc nãy các bạn thấy, khi mà mình đạp hết ga, mình tăng tốc ấy, cái đầu này đã hơi bắc. Chứng tỏ lực nó rất mạnh và cần cái lực nén xuống rất là nhiều để cái bánh nó dán xuống mặt sàn. Chúng ta có cụm đèn pha rất là gọn gàng. Cụm đèn pha rất gọn gàng, gồm một projector thôi. Và cái đèn LED định vị ban ngày thì nó chạy ngang đây. Nó là một cái sợi chạy ngang đây, khá là đơn giản, nó không giống như 458 hay 488 thì nó chạy dọc ở đây, nhìn nó có vẻ điệu hơn. Cái này thì nó gọn. Đây, ốp ở đây cũng là carbon nhá. Đó. Và nó có cái khe thoát ra, có khe thoát vào trong luôn, carbon toàn bộ. Như tôi đã nói thì bộ mâm ở đây là rất là to và lốp mọc, bộ mâm 20 inch. Đó, các bạn thấy không? Hình ngôi sao, 5 cánh rất đẹp. Và chúng ta tất nhiên rồi sẽ lại có một bộ phanh đĩa ceramic carbon, kích thước cực kỳ lớn, nó đảm bảo để chiếc xe vận hành với cái hiệu năng cao một cách tốt nhất. Nhìn cái bộ phanh này thôi đã thấy khủng khiếp đến cỡ nào, khủng khiếp luôn. Chúng ta sẽ có thêm một vài những cái cánh lướt gió bằng carbon ở bên hông này. Cái xe này thì nhìn nó đẹp hơn 488 đấy, nó đẹp hơn. Nhìn nó đường nét nó sắc gọn và nó thêm nhiều những cái chi tiết mà tôi thấy rất là ấn tượng. À, ngay những cái phần bên hông này cũng là ốp carbon này. Đó. Cái phần cánh và hộc hút gió để làm mát động cơ, hút gió vào trong khoang động cơ thì khá to. Và đây có ngay cái két tản nhiệt ở đây. Đó, rất to luôn. Mình đã mở cái phần nắp capo, nắp cốp ra rồi. Nhưng mà đợi một chút, mình sẽ nhìn ở phía sau. Cái ống xả nguyên bản của nó thì nổ nó hơi hiền một chút. Với mình nó hơi hiền so với những cái gì mà mình từng được trải nghiệm trên những chiếc siêu xe. Nếu mà nó thay ống xả một chút thì nó sẽ khác hoàn toàn đấy. Và phần cản sau thì cũng làm hoàn toàn bằng sợi carbon và có những cái cánh cắt gió rất là lớn luôn, rất lớn luôn. Cánh to, cánh nhỏ để đảm bảo cho cái luồng gió đi qua một cách nhanh nhất và giữ cái phần thân xe nó được ổn định. Chiếc xe này thì vẫn được trang bị cụm đèn hậu là hai đèn tròn cho mỗi bên. Khá truyền thống. Cái thiết kế này thì rất truyền thống so với những chiếc Ferrari khác. Và cái cánh gió ở đây. Đó. Cánh gió thì gắn liền vào trong xe luôn. Và phần đằng sau cũng rất là nhiều carbon. Tôi đã mở ra rồi mà không biết là ấn nút gì để nhấc nó lên bây giờ. Nam mở lại nút ở ngay dưới chân. Đấy, chân, đây. Ok, đó. Bây giờ sẽ mở cái nút này ra. Đấy, thì chúng ta sẽ quan sát thấy cái động cơ V8 3.9. Công suất cực kỳ khủng khiếp. Cái màu của động cơ Ferrari đại đa số là nó là cái màu đỏ và nó nhám nhám như thế kia. Nhìn cực kỳ khỏe mạnh. F8 Spider, cái logo gắn vào cái ốp carbon ở đây. Đẹp thật, nhìn gọn gàng, tinh xảo. Đó, nếu mà ai muốn mua chiếc xe này thì có thể đến Sơn Tùng Auto số 2 Tôn Thất Thuyết để ép giá trị Huệ. Cái mức giá thì tôi cũng chưa biết chính xác cụ thể nó là bao nhiêu đâu, nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng đạt đấy. Các bạn không biết là sau khi xem xong cái video này thì thấy chiếc xe này như thế nào, có hợp lý không? Thì hãy cùng comment ở phía dưới để chúng ta trao đổi thêm. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào. We'll be right back.